Tình trạng sạt lở ven biển, ven sông tại Cà Mau ngày một nghiêm trọng. Địa phương này đang cần một nguồn lực rất lớn để ứng phó với sạt lở. Với 100 km bờ biển bị sạt lở, đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm, Cà Mau cần khoảng hơn 3.000 tỷ đồng kinh phí để thực hiện chống sạt lở. Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư các công trình phòng chống sạt lở tại các khu vực dân cư tập trung, đồng thời sắp xếp 8 khu tái định cư, di dời 1.382 hộ dân đang sinh sống trong các khu vực sạt lở.